các bạn, hôm nay mình sẽ review về máy xay bằng tay mình mua trên Amazon nha. Máy này mình mua lúc sale chỉ có 30 đô thôi, nhưng mà nó bán rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà hết hàng á thì mấy bạn đợi 1-2 ngày rồi mình vô mua lại nha. Lúc mà mình đọc thông tin về máy thì cứ nghĩ là Made in Australia, nhưng mà thật ra là của China nha. Rồi cái máy này 30 đồng thì nó đi kèm với lại cái đồ xay, rồi một cây đánh trứng và nó đi kèm một cái cây tạo bọt. Cái này mình thấy nó hơi nặng một tí nhưng mà cầm thì nó rất là chắc tay. Nếu mà các bạn có Costco á, thì lâu lâu mình thấy có máy xay loại tốt thì nó sale rất là rẻ. Nhưng mà cái này thì mình đang cần gấp nên mình mua trên Amazon luôn. Để đổi cái đầu khác thì mình chỉ cần xay nhẹ một cái là nó ra liền ha, rất là dễ. Cái máy này thì nó có 8 cái tốc độ khác nhau. Thì cái lúc mà mình thay đổi tốc độ thì nó rất là dễ. Nhà mình có cái máy xay Ninja nhưng mà lúc mà xay đồ ăn tí xíu ấy, thì nó lại không có xay nhuyễn được hết. Nên mình mua cái máy xay tay này. Máy này mình thấy nó không có ồn như cái máy Ninja ở nhà mình. Thì cái máy này chỉ có 500W. Nhưng mà các bạn đừng có xay đá. Nếu mà xay thì chắc chắn là sẽ hư. Chưa đầy 5 phút thì đồ ăn cho bé đã xong. Mình thấy rất là nhuyễn. Rồi bây giờ mình thử làm cà phê bọt biển. Mình thử cái đồ tạo bọt như thế nào. Thì kết quả là mình thấy có bọt nhưng mà hơi bị lâu. Rồi bây giờ mình sẽ đổi qua cây đánh trứng nha. Thì cây đánh trứng á, thì làm dĩ nhiên là sẽ có bọt rồi. Thì làm cũng rất là nhanh. Bây giờ chưa tới 5 phút là mình đã có cà phê bọt biển. Thank you.
Mình thấy cái máy xay này dễ cầm, không quá ồn và lau dọn cũng rất là dễ. Với cái giá 30 đô đi kèm với một cái đồ xay, một cây đánh trứng và một cây tạo bọt thì mình thấy rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã xem và đừng quên subscribe nhé.